Kimco Carbide 50 đang rô đai máy tại tỉnh sửa xe khách. Xe lên full 125 nha anh em. Để đi tour đi phượt anh em ha. Kimco Carbide 50 lên full nguyên bộ mới 100% nha anh em. Bao mạnh bóc bền tiết kiệm xăng cho anh em. Anh em muốn đi tour đi phượt vô tư ha. Anh em nào muốn làm nồi làm máy nâng cấp máy sơn xe dọn kiển lên full 125, 135, 150, 175, 200, 250 tới địa chỉ 462/15 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 10 nha nè. Kimco Carbide 50 full 125 tại tiệm sửa xe khách đang đồ đài nè ha, đang nhận xe bây giờ đặt tết cho anh em chơi ha. Làm từ đây tới ngày 28 Tết nha anh em, 29 Tết là nghỉ ha. Anh em tranh thủ qua sớm ha, thời gian mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ. Yamaha Kimco Carbide 50 full 125 chạy nhẹ bóc tiết kiệm xăng. Anh em ở xa muốn làm thì liên hệ Khánh ha, 0389910525 có nhận xe làm cho anh em. Còn nếu ở xa muốn phụ tùng liên hệ Khánh 0389910525 nhận ship Hàn Quốc cho anh em. Rồi đai xong rồi giao xe cho anh em ha, anh em yên tâm sử dụng. Tết cho nên xe nó đông nên thông cảm, tới sớm nha anh em, tranh thủ đi buổi sáng ha, 8 giờ tới tiệm làm cho nhanh xong sớm khỏi đợi chờ. Rồi chào tất cả anh em ha.